anh chỉ là một lính mới vào ở đồn biên phòng. Để trả thù cho đồng đội, anh một mình truy sát đội lính đánh thuê phản quốc Hoa Hạ, còn bắn chết tên Hán gian đánh cắp bí mật quan trọng của Hoa Hạ. Khi biết anh chỉ là một lính mới, ban lãnh đạo vô cùng kinh ngạc. Đội trưởng còn tán dương anh rất ra dáng một vị tướng. Nhưng lúc này anh đang phẫn nộ, lao vào sâu thẳm trong khu rừng biên giới, bởi vì anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, trở về trạm biên phòng, bỗng nhìn thấy xác chết của các đồng đội nằm la liệt trong vũng máu. Cả đơn vị ngoài anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cả đều đã bị một thế lực bí mật giết chết. Anh để lại tín hiệu sau đó chạy như điên ra ngoài. Các anh em yên tâm, tôi sẽ kéo theo mấy tên cùng xuống mồ với mọi người. Anh lần theo dấu vết truy đuổi được một lúc, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ nghe thấy những tiếng súng dữ dội và tiếng nổ lớn từ xa vọng tới. Là tiếng lựu đạn, đôi mắt mệt mỏi của anh lập tức trở nên sắc lẹm. Nghĩ đến việc báo thù, anh nghiến răng xông tới nơi phát ra tiếng nổ. Chạy tới gần đó, anh khom lưng xuống, ngồi dựa vào một gốc cây to. Khi anh đang định tiến lại gần hơn, bỗng một bóng người cầm súng nhào về phía anh. Hắn xả súng liên hồi sau đó lộn một vòng, nhanh chóng nấp vào sau một cái cây. Ngay sau đó mưa đạn lập tức bắn vào vị trí vừa xong. Nếu người đó chỉ chậm một tích tắc, có lẽ bây giờ đã chỉ còn là một cái xác. Một lính mới như anh nhìn thấy cảnh này không khỏi ớn lạnh, thầm nghĩ nếu là mình, chắc đã bị bắn lõm đầu rồi. Sau màn nổ súng xung quanh rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ, anh hít sâu một hơi rồi rút con dao quân dụng ở bụng, lẩm bẩm nói rằng giết một không bị lỗ, giết hai là có lời rồi. Các anh em hãy phù hộ cho tôi. Anh định tiến lại gần hơn, nhưng khi quay lại anh chết lặng, đứng im. Một họng súng đen ngòm đang dí thẳng vào đầu anh, một giọng nói con gái sắc lạnh vang lên, anh có thể thử xem dao của anh nhanh hay đạn của tôi nhanh. Sát khí cuồn cuộn khắp người anh, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Hoa Hạ của cô gái, anh vội vàng nói, đừng bắn, người của mình. Cô gái nhìn bộ quân phục anh đang mặc, trở nên dịu dàng vài phần. Họ tên, nhưng khi đang định nói ra tên của mình, anh đột nhiên nhìn ra sau lưng cô gái. Ở bãi cỏ đằng xa có một họng súng đen ngòm trồi lên. Cẩn thận, anh hét lên một tiếng rồi nhào về phía cô gái. Lúc này tiếng đạn bay trong không khí, sượt qua hai người, những viên đạn không ngừng bay xuyên qua thân cây, đồng thời một loạt tiếng súng lao về chỗ họ. Cô gái lúc này mới định thần lại, vội vàng chống tay xuống đất, túm lấy anh ném văng ra xa. Còn cô ta tức tốc lăn lộn di chuyển, một loạt động tác nhanh đến mức anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã kết thúc. Vừa rồi cô gái chỉ phản ứng chậm một chút xíu, có lẽ bây giờ đã là một cái xác. Khi anh còn đang không biết phải làm gì, tiếng đạn vang rền lại nổ ra. Rõ ràng cô gái này và quân địch đang đấu súng. Lúc này cô gái trong tay chỉ có một khẩu súng lục, cô không thể nhấc đầu lên bởi sự áp chế của ít nhất ba khẩu súng khác. Anh hiểu rất rõ một khi cô gái chết thì anh cũng không thể sống nổi. Thù còn chưa báo được anh không thể chết như này. Nghĩ đến những người anh em vừa mới chết, anh lại thấy sục sôi căm thù. Anh rút khẩu súng bắn tỉa mang theo bên mình, nhưng anh không hề biết dùng nó. Lúc đó anh chỉ đùng đùng mang theo phòng thân, cầm súng mà không biết dùng khác gì cầm theo một cây gậy lừa. Cô gái vội vàng ra hiệu, rõ ràng muốn anh ném cây súng cho cô. Anh lấy hết sức mình ném ra chiếc ba lô trên người, đồng thời tay còn lại ném khẩu súng cho cô gái. Hai tiếng chíu chíu, các viên đạn lập tức bắn trúng chiếc ba lô mà anh ném ra. Ở bên này cô gái nhảy ra từ sau cây, đỡ lấy khẩu súng lập tức bóp cò, đạn bắn vọt ra đã trúng kẻ địch. Sau khi tiếp đất, cô gái liên tục lăn lộn để né đạn, tốc độ nhanh tới mức không nhìn thấy bóng cô. Nhìn một loạt thao tác của cô, anh không khỏi thốt lên, cô ta mạnh quá. Lúc này anh nghe thấy tiếng rên rỉ của kẻ địch, rõ ràng vừa rồi cô gái đã bắn trúng hắn. Nếu là anh chắc toi lâu rồi. Ở giữa một đám cao thủ như này, nghe tiếng súng không ngớt và tiếng bước chân chiến thuật của hai bên, anh không kìm nén được muốn thò đầu ra xem một chút. Nhưng ngay sau đó, một tiếng soạt, viên đạn sượt qua da đầu anh, nằm xuống. Cô gái ở gần đó hét lên với anh, nghĩ lại cảnh xém mất mạng vừa rồi, sự sợ hãi trong lòng anh bỗng trở thành phẫn nộ. Bọn chó, tao sẽ sống chết với bọn mày. Anh hiểu rất rõ, anh không có tư cách ra tay giết kẻ địch, nhưng anh có thể làm mồi nhử. Anh lao người ra, bất chấp mọi thứ cứ thế chạy về phía trước, miệng không ngớt hú lên vài tiếng. Mới đi được vài bước, anh nghe thấy giọng nói phụ nữ lạnh như băng, mau nằm xuống. Nghe xong anh biết chắc nguy hiểm đang cận kề, nhưng không ngờ chỉ hớ hênh một chút, anh bước hụt chân ngã sấp mặt, vì thế cũng né được đường đạn vừa lướt qua đầu. Lại một lần nữa đối mặt tử thần khiến anh toát mồ hôi hột. Lẽ nào là các anh em trên thiên đường đã bảo vệ anh? Đụ má, sợ hết hồn. Phía xa lại có hai tiếng đạn vút vút bay qua, sau đó cô gái lại cất giọng nói sắc lạnh, nếu còn sống thì đừng nằm đó giả vờ chết nữa, mau rút đi. Anh biết nếu ở lại sẽ chỉ khiến cô gái phiền hà thêm. Anh không nghĩ gì nhiều, khom người chạy một mạch. Chạy được một lúc, anh nghe thấy tiếng súng sau lưng, chắc là cô gái đang bắn trả quân địch. Một nam nhi đại trượng phu lại để một cô gái phải che chắn cho mình tháo chạy. Anh nghiến răng chạy quay lại, mình không phải là một tên đào ngũ, mình tới đây để trả thù cho các anh em. Anh chạy một lèo khoảng 200 mét, lúc này xung quanh trở nên im lặng như tờ, không biết cô gái kia sao rồi. Anh quay lại để xin chết à, còn không mau chạy đi. Cô gái đang dựa vào phía sau một thân cây to, đùi của cô đã chảy đẫm máu. Thấy thế anh vừa chạy vừa lấy băng gạc trong ba lô chuẩn bị băng bó cho cô gái. Cô bị thương à? Vừa nói xong cô gái lao về phía anh, khiến anh bay văng ra xa. Ngay sau đó mưa đạn lại sượt qua người anh, cô gái bật dậy giống một con sói cái nấp sau bụi cây, bóp cỏ bắn dứt khoát về hướng vừa có kẻ nhô đầu lên. Bằng một tiếng, đằng xa vọng tới một tiếng rên, rõ ràng đã bắn trúng quân địch. Soạt một tiếng, cô gái xé quần ở phần đùi bị thương, để lộ nước da trắng muốt và vết thương.
vừa tự băng bó nhanh gọn vừa lạnh lùng nói, anh không sợ chết chứ gì, vì sao lại quay về? Anh cúi đầu nói, tôi là đàn ông mà để phụ nữ bao bọc tôi không làm được. Hơn nữa họ đã giết chín mạng người của đơn vị tôi. Tôi phải trả mối thù này. Lúc này một giọng nói tiếng Trung lơ lớ cất lên, nếu đạn của cô hết rồi thì sao? Cô gái không quan tâm lời thách thức của đối phương, màn đấu súng vừa rồi cộng với vết thương mất nhiều máu, khiến cô gần như kiệt sức, để tôi đi dụ chúng. Khi chúng lộ đầu ra cô nổ súng diệt luôn. Thấy cô gái không thèm đoái hoài, anh cứng rắn nói, tôi biết cô coi thường tôi, cuộc chiến kiểu này tôi không đủ tư cách tham gia, nhưng có gì to tát cơ chứ, không đánh lại được cùng lắm là chết, làm đàn ông mà không trả thù được cho anh em đồng đội thì còn sống làm gì nữa, anh chắc chắn chứ? Cô gái nhìn anh 2 giây rồi khẽ khàng nói, anh nhớ nhé, có 3 hướng ra tới cái cây ở đằng kia, đường thẳng ở giữa có khoảng cách ngắn nhất, đó là con đường an toàn cho anh, tìm ra con đường đó và chạy hết sức, có thể anh vẫn còn cơ hội sống sót. Anh bắt đầu hít thở đều rồi hỏi một câu, cô có thể cho tôi biết tên của cô không? Nếu anh còn sống tôi sẽ nói cho anh. Cô gái trả lời lạnh băng, không chút cảm xúc. Anh cười cười, nghiến răng gần giọng nói, các anh em, chúng ta đi thôi. Anh lao ra chạy thục mạng về phía trước. Lúc này trong đầu anh không nghĩ gì khác, chỉ có con đường an toàn mà cô gái đã nói. Khoảng cách hơn 10 mét, anh chạy xong chỉ trong vòng 2 hơi thở, nhưng bỗng nhiên đằng sau cất lên một giọng nói mỉa mai, cô gái, cô cử một tên ngốc đi chui đầu vào chỗ chết à? Chậm như rùa bò, hay để bọn tôi làm mẫu cho xem. Anh tức sôi máu, hai mắt đỏ au. Đây là lần đầu trong đời anh bị sỉ nhục như vậy. Kẻ nói ra những lời đó lại chính là kẻ thù của anh. Rõ ràng hắn không thèm bắn anh, chỉ cần hắn thò đầu ra, với tài bắn súng của cô gái, cái mạng chó của hắn sẽ tiêu tùng luôn trong chớp mắt. Nghĩ đến đây anh đứng lên chửi rùa, tên khốn, có giỏi mày ra đây, ra mà bóp cò súng, lại đây, lại mà bắn ta này. Anh đứng đó chửi rùa suốt mấy phút nhưng không một tên nào ló đầu. Bỗng ánh sáng trước mắt anh lập tức tối sầm, trên đầu có một thứ gì đó rơi xuống. Anh còn chưa kịp phản ứng, bỗng một cái chân to đùng đạp vào ngực anh, cơ thể anh theo quán tính đập vào cái cây đằng sau, cực đau nhói khiến anh nôn ra máu, mặt mũi tối sầm, anh dường như nghe thấy tiếng súng. Sau đó anh ngất lịm đi, không biết sau bao lâu, anh chớp mắt một cái, khó khăn mở mắt ra, trước ngực vẫn đau kinh khủng, anh đau đớn không thể cử động. Sau khi chắc chắn xung quanh đã an toàn, anh cố gắng dùng bí kíp ra truyền điều chỉnh hít thở. Không lâu sau, những tiếng súng vọng tới liên tục khiến anh bừng tỉnh, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, anh nghiến răng cố đứng dậy đi về phía phát ra tiếng súng. Sau khi đi khoảng 30 mét, anh thấy một người nước ngoài mặc bộ đồ ngụy trang nằm trên đất. Hắn đã tắt thở vì trúng đạn vào ngực, vừa rồi hình như chính hắn đã đá vào ngực anh. Sau khi tức tối đá vào xác hắn một phát, anh bèn ngồi xuống tìm chiến lợi phẩm. Sau một hồi lục lọi, anh chỉ tìm được một khẩu súng lục và 2 vỉ đạn. Nghĩ một lúc, anh lột quần áo của hắn mặc lên người, sau đó chạy thật nhanh về phía đang nổ súng. Rất nhanh anh đã tiến lại gần chỗ hai bên đang đấu súng. Anh khom người ngồi xuống sau một cái cây, từ từ nhắm mắt lại. Anh liên tục điều chỉnh hít thở, cố gắng nhanh chóng hòa mình vào môi trường xung quanh. Với khả năng của anh, muốn tiêu diệt kẻ địch chỉ có thể ngồi đợi. Không biết sau bao lâu, tiếng bước chân rất nhẹ ở gần đó vọng vào tai anh. Một người đàn ông nước ngoài đang lùng sục xung quanh, khi nhìn về sau cái cây, mắt của hắn bỗng xuất hiện một họng súng. Tên này trở nên hoảng hốt, lập tức lùi lại để lẩn trốn. Păng păng păng, anh bắn liên tiếp 3 phát đạn căm hận vào người hắn. Lúc này bộ mặt hắn vẫn đang lộ vẻ kinh hãi khủng khiếp. Vậy là hắn đổ gục ngay trước mặt anh. Sau đó xung quanh vang lên những tiếng súng tới tấp, bắn liên hồi vào cái cây sau lưng anh. Anh hiểu rằng không thể ẩn náu ở đây được nữa. Anh đứng dậy, vơ lấy cây súng của tên vừa rồi và bỏ chạy, lợi dụng các thân cây để di chuyển vị trí không ngừng. Mưa đạn cứ thế liên tục bắn về phía anh. Cụ má, sao nhiều tiếng súng thế? Tiếp viện của chúng đến rồi sao? Anh còn chưa kịp định thần, cô gái lại lạnh lùng cất tiếng nói, rút lui. Nghe xong anh không nghĩ gì nhiều, cứ thế lao đầu chạy, bất chấp tiếng bằng 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 dữ dội sau lưng, anh né tránh ẩn nấp theo cách cô gái bảo. Còn cô gái vừa rút lui vừa thỉnh thoảng quay lại nổ súng. Rất nhanh hai người đã cắt đuôi được đám binh lính đuổi theo sau. Đi được một đoạn, cô gái liền dừng lại, nhìn xung quanh rồi ngồi thụp xuống. Bốn bề tối thui, toàn là cây cỏ, đằng trước sâu hun hút không biết đâu là lối ra. Cô nghỉ ngơi đi, anh cố tỏ ra mạnh mẽ nói vậy, rồi nằm xuống đất. Thời gian đã 2 ngày trôi qua. Lúc này toàn thân anh mệt mỏi đau nhức, đầu óc choáng váng, mắt díu lại chỉ muốn ngủ thiếp đi. Đằng xa có một tia sáng yếu ớt chiếu qua mắt anh, có biến. Anh không hề do dự, giơ súng lên, mở kính ngắm nhìn trong đêm. Nhìn về phía trước, thấy mấy bóng người rời rạc bước đi, cầm súng đi về phía hai người. Đám người đó đến rồi. Anh cố kiềm chế không để bản thân vội vàng bóp cò súng, cắn răng nằm xuống bên cạnh cô gái, đang định khều tay gọi cô dậy, nhưng khi lại gần anh nhìn thấy cô gái toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch. Anh vội vàng đưa tay sờ trán cô ta, thôi toang rồi,